Chương 1 Quả phụ cửa. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Một phân tiền làm khó anh hùng hán. Trường Nhạc Trấn, Yên Gia Vụ Thôn. Đường Tiểu Bảo nhìn ngoài cửa sổ mưa to, quyết định đi tìm Lý Tuyết Vân nói chuyện. Trong nhà tình huống rất tệ, lại tìm không thấy kiếm tiền phương pháp, thời gian này thì không có cách nào qua. Sau nửa ngày, làm ra quyết định, Đường Tiểu Bảo cầm lấy áo mưa, xuyên qua dép nhựa, đỉnh lấy mưa to, dẫm lên vũng bùn mặt đường rời đi viện tử, hướng về Lý Tuyết Vân trong nhà đi đến. Lý Tuyết Vân là Yên Gia Vụ Thôn thợ khéo, theo thùa tuyệt chiêu càng là có thể xưng ngàn dặm mới tìm được một, riêng là theo chế uyên ương nghịch nước cuốn bụng, càng là rất sống động. Đường Tiểu Bảo chính là nhìn chính xác điểm này, mới quyết định đội mưa bái phỏng. Nàng mệnh thật rất khổ, gả tới năm thứ hai, nghiện rượu như mạng nam nhân Loan Chí Bằng cũng bởi vì say rượu đụng tại trên cây, rơi một cái xe hư người chết xuống tràn, lưu lại Lý Tuyết Vân cùng mấy tháng con gái lớn. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, vẻn vẹn là một cái Yên Gia Vụ, nhớ thương Lý Tuyết Vân nam nhân thì có 10 cái, thì càng đừng đề cập ngoại thôn người nhàn rỗi. Đúng là như thế, Đường Tiểu Bảo mới lựa chọn ở thời điểm này đến nhà bái phỏng. Lý Tuyết Vân 27-28 tuổi, dáng người thước tha, hoạt bát tinh tế, dài đến cũng là khuôn mặt như vẽ, thanh tú bên trong huệ bên ngoài. Có thể thì là một nữ nhân như vậy, hết lần này tới lần khác một mình chọn gia đình gánh nặng. Đêm hôm khuya khoắt, mưa to mưa như trút nước, thời gian này thôn căn bản không có người ra vào, trừ ngẫu nhiên có vài tiếng chó sủa bên ngoài, không hề có động tĩnh gì. Nhưng ai biết đi vào Lý Tuyết Vân cửa nhà lúc, mới phát hiện cửa lớn là khép hờ. Thời gian này còn không khóa cửa, chẳng lẽ Lý Tuyết Vân xảy ra chuyện gì? Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Đường Tiểu Bảo mở cửa lớn ra, nhẹ chân nhẹ tay đi vào viện tử. Từ Nhị Cẩu, ngươi bây giờ lăn ra ngoài, ta có thể làm cái gì đều không phát sinh. Ngươi muốn không biết tốt xấu, ta ngày mai liền đi báo động. Lý Tuyết Vân thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Hắc hắc hắc. Từ Nhị Cẩu cười xấu xa vài tiếng, âm dương quái khí nói ra. Tuyết Vân, khác nổi giận như vậy nha. Cẩu ca đây là thương lượng với ngươi, ngươi nhìn ngươi còn dựng râu trừng mắt. Ngươi nói lời trong lòng, ngươi cái kia nhà nát thì một chút không đáng trêu. Trời tối người yên thời điểm liền không có nghĩ qua hán tử. Lý Tuyết Vân khí nhánh hoa run rẩy, chỉ vào Từ Nhị Cẩu quát lớn. Ngươi im ngay. Từ Nhị Cẩu nhìn đến Lý Tuyết Vân bộ dáng này, chẳng những không có thu liễm ý tứ, ngược lại biến đến càng thêm không kiên nể gì cả, nhìn chằm chằm nàng cái kia hoạt bát thân thể mềm mại, một mặt tham lam nói ra. Tuyết Vân, ngươi thì thật không cân nhắc về sau. Ngày mùa thu hoạch gặp lúa mạch một người bận rộn nhiều mệt mỏi. Ngươi theo cẩu ca, về sau nhà ngươi việc ta toàn bao. Hắc hắc, buổi tối ta cũng không lười biếng, thật tốt bán cầm khí lực, đem ngươi cho ăn đến no mây mẩy. Trách không được Lý Tuyết Vân nhà không có khóa cửa, cảm tình là Từ Nhị Cẩu cái này hỗn đảng âm thầm vào đến. Nương gia, gia hỏa này thật đúng là to gan lớn mật, dám động loại này ý đồ xấu. Còn ngày mùa thu hoạch gặt lúa mạch, hỗn đảng này hết ăn lại nằm, chơi bời lêu lỏng, tin hắn mới là rơi trong hố lửa đâu. Từ Nhị Cẩu đối Lý Tuyết Vân không có hảo ý, đây là ván đã đóng thuyền sự tình. Có thể Đường Tiểu Bảo lại không dám tùy tiện xông đi vào. Lý Tuyết Vân dù sao cũng là quả phụ, lại không có quan hệ thân thích, muốn là truyền đi nhưng là nói không rõ. Huống chi Từ Nhị Cẩu vẫn là bịa đặt sinh sự một tay hảo thủ. Từ Nhị Cẩu, ta theo ngươi liều. Đối mặt dạng này nhục nhã, Lý Tuyết Vân cũng là nổi giận đang xen, cua lấy ghế một bên băng ghế đập tới. Ta thì thích ngươi nhỏ như vậy quả ớt, ngươi càng dày vò mới càng mạnh hơn đâu. Từ Nhị Cẩu tránh thoát băng ghế, nắm Lý Tuyết Vân cổ tay, liền hướng về cổ nàng gặm đi. Lý Tuyết Vân vứt xuống ghế liền đi đẩy Từ Nhị Cẩu, nỗ lực thoát khỏi hắn khống chế. Có thể nữ nhân khí lực cuối cùng không bằng nam nhân, trong tay mất đi vũ khí, ngược lại càng thêm bị động. Xoẹt. Từ Nhị Cẩu thuận thế kéo một cái, Lý Tuyết Vân trên thân món kia lớn áo lót liền bị kéo một cái đại lỗ thủng, hạnh phúc tuyến cũng xuất hiện trong không khí. Một màn kia trắng nõn sáng rõ quán mắt, cũng để cho Từ Nhị Cẩu biến đến càng thêm phấn khởi. Lão tử hôm nay liền đem gạo nấu thành cơm, nhìn ngươi dám không dám nói ra. Ngao. Lý Tuyết Vân hai tay được đến tự do, hung hăng bắt hắn mặt một thanh. Đùng. Từ Nhị Cẩu xấu hổ thành giận, đưa tay quất Lý Tuyết Vân một cái miệng rộng một bên, như là sói đói nhào tới, nổi giận mắng. Bà mẹ nó, ngươi một cái phá hài còn cùng lão tử làm ra vẻ thuần khiết. Cẩu ca cho ngươi mặt mũi. Ngươi đạp mã gọi nha. Mưa lớn như vậy, ngươi chính là gào phá cuốn họng cũng không có người có thể nghe thấy. Lý Tuyết Vân bị đánh cái thất điên bát đảo, cũng mất đi lực phản kháng khí. Từ Nhị Cẩu có cơ hội để lợi dụng được, trực tiếp đem Lý Tuyết Vân đè xuống ghế salon. Con bà nó. Đường Tiểu Bảo bạo tẩu, cũng bất kể có phải hay không là không có sư môn, lung tung tìm cái khăn lông che mặt ở, đá văng nhà chính cánh cửa xông đi vào. Đây là người nào? Từ Nhị Cẩu chính sững sờ đây, Đường Tiểu Bảo nắm chặt hắn tóc, trực tiếp một cái lên gối, lại án lấy bả vai hắn hướng phía trước kéo một cái. Âm. Từ Nhị Cẩu đầu đụng vào ghế sofa trên lan can, người cũng mộng. Đường Tiểu Bảo căn bản không cho hắn hồi thần cơ hội, xông đi lên cũng là một trận quyền đấm cước đá. Đây cũng là bất đắc dĩ, Từ Nhị Cẩu hơn 30 tuổi, chính vào trung niên, lại thêm quanh năm gây chuyện thị phi, đơn đã độc đấu Đường Tiểu Bảo khẳng định ăn thiệt thòi. Đừng đánh, lại đánh thì chết người. Vì loại này người đem chính mình góp đi vào không đáng. Lý Tuyết Vân nhìn đến Từ Nhị Cẩu đầu rơi máu chảy, sợ náo chết người kiện cáo. Lăn. Đường Tiểu Bảo lôi kéo Từ Nhị Cẩu tóc đem hắn ném ra ngoài cửa, gằn giọng nói. Về sau tránh xa một chút, không phải vậy gặp một lần đánh một lần. Từ Nhị Cẩu bị mưa to gặp một chút, cũng thanh tĩnh rất nhiều, thất tha thất thểu đi ra ngoài. Có thể Lý Tuyết Vân lại nhân cơ hội này, một thanh kéo xuống trên mặt hắn khăn mặt. Đường Tiểu Bảo, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi nếu dám tới, ta thì theo ngươi liều. Lý Tuyết Vân nắm lên cây kéo, khàn cả giọng. Vừa đem chó dữ đuổi đi, lại gặp đến xài lang, đến cùng cái nào đời làm sai sự tình, đã vậy còn quá không may. Đường Tiểu Bảo vội vàng đem ánh mắt theo cái kia mê người hạnh phúc đường trên thu hồi lại, giải thích nói. Tẩu tử, ta không có khác ý tứ, ta chính là muốn cùng ngươi nói kiếm tiền sự tình. Ta, tính toán, ta hôm nào lại cùng ngươi nói. Ngươi đem cửa chen vào, ta đi trước. Lý Tuyết Vân bị kinh sợ, tâm tình rất không ổn định, căn bản cũng không phải là đàm luận thời điểm. Cái này tính là gì sự tình nha? Đường Tiểu Bảo mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nguyên bản còn muốn phát tài đây, lần này không bị Lý Tuyết Vân hận chết cũng không tệ. Nương, thật sự là không may lúc uống nước đều nhét răng. Âm. Đường Tiểu Bảo chính suy nghĩ lung tung lúc, một đạo cường quang bỗng nhiên chiếu ở trên mặt, theo sát lấy đầu đau xót liền thẳng tắp ngửa về đằng sau đi. Đường Tiểu Bảo. Ngươi đạp mã dám phá hỏng lão tử chuyện tốt. Từ Nhị Cẩu đỏ hồng mắt, hung ác đạp mấy cước, mới phát hiện hắn trên óc ngay tại bốc lên máu. Ngay sau đó cũng không lo được báo thù, luống cuống tay chân đem Đường Tiểu Bảo kéo vào cách đó không xa trong miếu đổ nát, cũng không quay đầu lại biến mất trong đêm tối. Răng rắc. Một đạo tiếng sấm đột nhiên rơi xuống, tàn phá không chịu nổi phá miếu phát ra không chịu nổi phụ trọng, kẽo kẹt, âm thanh. Vừa mới khôi phục một chút ý thức Đường Tiểu Bảo mượn lôi điện quang mang, trơ mắt nhìn lấy nóc phòng cái kia đứt gãy xà nhà gỗ đập ầm ầm xuống tới. Ầm ầm. Phá miếu ầm vang sụp đổ, điên cuồng chó sủa liên tiếp, toàn bộ thôn làng đều cùng vỡ tổ một dạng. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.